Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cùng dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Kỳ họp gồm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thẳng thắn kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước cũng như của thành phố Đà Nẵng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.